cao lên này. Ô chả lên được. À đấy, lên rồi, lên yếu lắm mọi người ạ. Nó lên từ từ ấy. Hết cỡ này. Nói cho tóm lại là cái con này nó chỉ ăn tầm như thế này thôi, mình cũng không chỉnh dòng riết gì đâu nhá mọi người nhá. Bởi vì bản thân nên là cái xung kích của nó không chuẩn mà. Nên anh sản xuất anh chỉ tính toán như thế thôi. Tầm khoảng 1800 W mà. Úi rồi đấy, có vết lỗ rồi nhá mọi người nhá. Có vết lỗ gì rồi. Đấy, mọi người đã xem được lỗ nhá. Mọi người nhá, kinh khủng chưa? Hôm nay thì vui rồi đây, con này là con mình thấy sửa quá khó luôn đấy, nó chết quá nhiều luôn mà. Các bạn đã nghe được tiếng nổ nhá, bây giờ để xem nổ cái gì. Ôi rồi, kinh khủng chưa? Dã man chưa các bạn? Sao lại nổ đất đất ra như này nhỉ? Ghê gớm chưa? Mình làm đẹp, rửa rất sạch rồi mà nó nổ đất ra như này. Kinh khủng không? Phóng điện kiểu gì sao mà kinh như thế nhỉ. Tiếp tục nha các bạn nha. Hôm nay linh kiện đã đặt, nó đã về. Hôm nay tiếp tục làm xem nó có ok không. Lần này làm lần này nữa không được thì thôi mình cũng trả khách, chấp nhận là không sửa được. Bởi vì bản chất ấy, cái thiết kế này nó không tối ưu. Và như hôm nọ nó bị nổ như thế đấy, thì một ấy, đó là khả năng nguyên nhân là do IGBT mua ra máy có con lởm chẳng hạn. Hai đó là cái xung sai nha. Ba thì là tại số nha. Nhiều trường hợp chúng ta sẽ hiểu như này, trong bao nhiêu năm mình làm nghề ấy, thì có những cái thứ sửa rất là đơn giản. Như đơn giản như mình kể cho mọi người câu chuyện nha. Mình đi sửa một cái bo xoắn vô trục Y à trục Z. Trục Z nó hay chết, nó nặng mà. Thế là sửa kiểm tra nhà ngon lành lắm rồi, không sao cả, test ở nhà lạnh có thứ ok hết. Cuối cùng đến nắp nó bốc khói, nó cháy nổ đen đẹp luôn. Thế mà đi thì xa bảo thôi đen rồi, thế là hôm nay lại chết rồi. Cứ nghĩ là uy nghinh là sẽ chạy như lần khác nhưng mà cuối cùng không chạy. Thế là cuối cùng nghĩ là hôm đấy là sẽ mất công phải làm lại hoặc mất nào nặng hơn đấy. Nhưng cùng sau đó phát hiện ra là nó nổ thế và sau đó là mình đã bỏ luôn cái chế độ của cái dập cái đấy đi. Tóm lại là như này này, là nó sẽ có chế độ là khóa trục khi xả điện khi cao ấy, thì mình đã chuyển nó cái trục Z đấy sang trục X hoặc trục Y, bởi trục X trục Y thì cứ dừng là dừng luôn được, nhưng Z thì nó phải khóa là rơi lại mà. Thế là mình đảo cái bo mình chết, mình sửa bị lỗ đấy sang bên kia và cô lập cái mạch xả nhá, cái mạch khóa đấy. Thế là cuối cùng là ok, chẳng qua cái máy đấy nó xảy ra một cái lỗi là khi sáng sớm tắt át mà bật máy lên ấy, thì là lại phải về chuẩn, không thì nó vẫn phải về chuẩn, nhưng mà ví dụ như hôm trước là để ở cái to độ này này thì hôm sau nó bị nhích to độ khác một chút tốt chút thôi, nhưng bao nhiêu năm nó chả sao cả. Thì đấy, như chúng ta thấy là nó đã lỗ như thế mà cuối cùng mình vẫn khắc phục được. Còn như con này thì một hôm nọ mình kiểm tra rất kỹ như thế rồi, và con này nó chết rất nặng nhá, nó chết cả khối nguồn tạo ra nguồn 18V. Và nhiều ông bảo là nguồn này không chuẩn thế này thế kia nhá, mình khẳng định nhá, với cái thiết kế mình làm như này ấy, là cái nguồn này nó sẽ an toàn hơn nhiều cho khối driver nhá. Bởi vì nó không phải hạ áp trực tiếp. Cái nguồn này nó chết thì không bao giờ nó dâng điện áp lên cao để đánh chết cả dàn này được luôn nhá mọi người nhá. Nên cái nguồn này mình nói rồi, những con MOSFET này này nó sẽ kích 12V đổ lên, nó mở bão hòa rồi, hoặc như nó đang khai thác 18, hiện tại mình đang khai thác cho nó là 17,5 hay 17,7, gần 18V thì nó cũng chẳng sao cả các bạn nhá. Nó vẫn FB chuẩn thôi mọi người ạ. Nên con đấy thì mình cứ để nguyên, hôm nay mình cũng mua LLK706 rồi để phục hồi cho nó zin bản, nếu zin bản đấy các bạn ạ. Nhưng bây giờ phải táng xem có chạy được cụm này không ạ, nó chết rất nặng của phần này rồi. Thì với cái thông thường cái cụm này ấy, mà khi nó nổ này thì nó chết chỉ 5 ngang này thôi, nó chết phía bên này thôi, còn phía bên này thì sẽ an toàn. Nhưng mình đang nghi ngờ ấy, là con này ấy, là một trong hai bo này này, chính là cái bo mà nó phát xung cho bọn này này, nó đang sai dao động hả? Thì nó cũng lỗi các bạn nhé. Nhiều bác bảo là máy hiện sóng đi vào hoạt động rồi, mình đính chính cho mọi người, máy hiện sóng không đo được cái vị trí này. Bởi vì khi chúng ta chỉ đo được cái xung thăm dò thôi. Còn đâu khi chúng ta mà đang chạy mà chúng ta đo ấy, thì chúng ta phải có một cái sóng chuẩn này, phải đo so sánh với này để đo một cái sóng chuẩn để chúng ta so sánh xem bên này có khác không. Ở cái công suất này thì sóng khác, tần số nó độ rộng xung khác, ở công suất khác thì tần số độ rộng xung khác, nên mình cũng không bao giờ mình bỏ đem máy điện sóng ra mình đo gì cả. Mình làm thật kỹ, khi bị hỏng như này mình sẽ làm kỹ hơn rất nhiều, xem nó có chạy được không. Nếu mà không chạy được, lần này mình sẽ tháo cả tụ ra mình kiểm tra đấy. Hôm nọ là mấy bác bảo bác kiểm tra rồi mình không kiểm tra, nhưng mình sẽ kiểm tra kỹ lại hết và thay thế hết những cái linh kiện chết như này các bạn nhá, để xem nó có chạy không nhá. Bây giờ các bạn chờ kết quả nhá. Chết hai con là LK364 xịn của mình đây, tại điện áp sau khi đi qua diode được lọc bởi con tụ này đầu tiên thì con tụ này không sao các bạn nhá.
Sau đó đi qua quận L1 mini LED để lọc ấy, thì đến con tụ này lọc, thì con tụ này tại chân IC chết tòi. Nó không thể nào, chúng ta sẽ nhìn này, nó là linh kiện chất lượng kém mà. Nhìn bên ngoài không thấy gì cả. Mình đang phục hồi lại cái khối nguồn của nó, bởi vì mình đã có IC xịn mà. Thế là mình cẩn thận, mình định thay con này lên là tụ xịn. Thế là mình cũng không để ý đâu, mình rút nó ra mới thấy là đo không còn độ phóng nào nữa, đã sùi chân ở dưới. Còn con này không sao, nhưng cũng ném nốt. Đây đang chơi một nhặt được một cặp này. Một cặp là một con là 500V 4,7 và một con là 400V 8,2. Đấy, nguyên nhân chết hai con NLK 364 đấy các bạn ạ. Hiện tại mình đang mua một con NLK 306 nhá. Các bạn chờ tí nhá, các bạn sẽ không nhìn được độ nét bởi vì mình đang nhìn ở dưới. NLK 305 ấy các bạn này. Ghi lấy 306 nó lại thật. Lấy cho 305 thôi, cứ kệ nó thôi. Chắc là con này các bạn nhé. Đây là cái bom MSU của nó này, phát xung này. Thì nó con là M339, nó xử lý cái đường cảm biến dòng để nhận nồi các thứ và vân vân ấy các bạn ạ. Nhưng là hai chân phát xung là hai chân này này. Nó đi tới hai con 471 này và nó tới hai chân khác nhau của MSU luôn. Nên có bó tay chấm com chả làm ăn gì được. Kệ nó thôi các bạn ạ. Nên nó có sai xung không làm ăn gì được. Con MSU này nhá là có chương trình phần mềm nhá. Và với vì mặt ấy nó sẽ nhận diện được là vùng nào luôn nhá. Nó setup được như thế các bạn ạ. Không làm ăn gì được cả. Tóm lại là nó hai tín hiệu điện áp hai xung ấy đi hàn qua con 471 đi tới cực B của hai con G3i. Con G3i sẽ tạo khi được kích thì nó sẽ tạo dòng CE thì tạo dòng chạy 12 của cái con TLP 350 đấy. Xóa quang ấy các bạn ạ. Thì mình có kiểm tra G3i các thứ bên đấy không sao cả. Mọi người nhé. Đấy, đã ok rồi. Lấy mát tại vị trí này nhá. Đây, lấy mát tại đây. Thì tới đây ta sẽ được 300V đấy. Đấy, 297, 298 kìa. Đi qua quận L được lọc bởi con tụ mà bị chết toi, là con tụ tại chân này này. Đó, con tụ chết to này dẫn tới là nó bị sụt áp, dẫn tới con IC này nó nóng và nó chết đấy. Kịp tí chết luôn đấy các bạn ạ. Nguyên nhân là con tụ ấy đấy các bạn. Mình đã thay tụ khác rồi mà. Đấy nó ra được 17,9 tức là 18V nhá. Con này FB bằng TL431 xông qua xóa quang này luôn này. Đang lắp LLK 305 di bản của nó nhá. Có cái chân của mình là chân cắm chứ không phải chân SMD. Nên nó có cái cong cong nên phải bẻ. Giống như trước lắp LLK 364 ấy. Rút nguồn. Đo lại này. Cái này tệ tải nó nhẹ không mà sao lại chết liên tục được như thế. Qua đây chúng ta sẽ thấy nha, những cái mạch hãm trực tiếp giống trong quạt điều khiển ấy. Đấy, nền nhá, ok nhá. Giống trong quạt điều khiển ấy thì là nó cái nguồn tại chân VC của nó đằng trước nó có quận L chặn ấy, nên nó có những cái xung kiểu quận L cứ nạp xả mà nó sinh ra những cái điện áp đỉnh xung đỉnh cao, đôi khi nó hay hay chết đập chết tụ. Tại sao con tụ đằng trước không chết mà toàn con tụ phía chân con đi chân D con IC chết đây các bạn ạ. Thì chúng ta thấy ở quạt Mitsubishi nó cũng như vậy các bạn ạ. Nhiều trường hợp mình thấy nó chết con bên trong này thôi chứ nó không chết con đằng trước. Nên do đó mình chơi con này đang là 500V nhé. Con đằng trước là 400V thôi. Đó, bây giờ thì các bạn hãy chúc mình sửa được nó ok đi, trải nghiệm xem nó thế nào nhá. Sửa con này là lỗ vốn đấy, nhưng mà để trả phá van á, có con này mà nó không chạy thì thôi mình cũng giả khách, coi như là không làm được. Nguyên nhân của nó mình đã làm rất kỹ rồi, nguyên nhân của nó là chắc là sai sung và là do trời nó vặt vặt nên mình không làm được các bạn nhé. IGBT mình lần này mình chơi hai con là 40L60 nhá, giống bên này nhưng mà hãng khác thôi, của hãng On. Không biết là do nó bị dán nó cắn hết này, chả biết nó chạm vào cực vỏ này là phóng điện sang nhau không. Kệ thôi, mình nghĩ là nó mình đo thì nó không 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 dính đâu, không dính vào nhau đâu các bạn ạ. Đây cho mọi người xem này. Mình thay cả loạt luôn TLP 350 mới nhá. Ngày xưa mua 15k một con, bây giờ thì tăng lên là 18k một con, chính hãng của linh kiện chất lượng nhá. Các bạn ạ, có cái điều khi mua thì nó là cái chân cắm nên mình có cắt ngang nó đi để thành SMD thôi các bạn ạ. Thì hai con này thì không quan tâm, để nguyên. Còn bên này nhá, chúng ta sẽ nhìn này. Thì zin bản của nó là ba con 30 ôm đấu song song nhau thì chúng ta sẽ chia nó ra thì nó chính là một con điện trở 10 ôm, do đó mình thay một con điện trở 10 ôm nhá. Chúng ta sẽ nhân lên.
30 song song với 30 thì là chia đôi ra thì nó còn là 15 ôm, thì tương đương với một con 15 ôm. Đấu song song với con 30 ôm chúng ta nhân ra nó sẽ là khoảng 10 ôm nhá. Do đó mình đang thay con điện trở 10 ôm này. Nhưng có điều mình đã thiết kế lại một chút, đó là điện áp con tụ này đo được hơn 1 mi nhá, 1,1 1,2 mi nhá các bạn nhá. Điện áp dương 18V này sẽ đổ từ chân 8 đi sang chân số 6 này, sẽ đẩy qua con 10 ôm để nó mở lửa chu kỳ môn khóa ấy, thì là nó cũng đi qua 10 ôm để nó dập mát ấy. Nhưng bây giờ nó đi qua diode, nó đi qua con 2 ôm 2 thôi. Tóm lại là chiều đẩy vẫn là 10 ôm nhưng chiều về mình muốn thành nội trở chỉ còn có 10 ôm thôi. À còn chiều về nội trở còn có 2,2 ôm thôi nha mọi người. Mình đã làm nó như thế để xem nó có ok hơn không. Và cái con IGBT mình đang lắp ấy, thì con IGBT đấy cái chỉ số điện dung của nó nhỏ lắm, nên khi hy vọng là nó ok các bạn nhé. Đó, đây là ba con 30 ôm mình để đây nhá. Mình có thay đổi lại cái thiết kế nó như thế một chút nhá, để chiều khóa thì nội trở nó nhỏ hơn để khóa nhanh hơn các bạn nhé. Ôi ok, lắp lại hoàn thiện xem thế nào, xem nó lổ tiếp không. Lổ tiếp thì thôi bó tay chấm com. Quên mất đấy, phân tích về quá trình tại sao nó chết mà nó lại lổ được cái cụ này nhá. Thì theo mình phán đoán ấy, là khi nó chạy ấy, là nó chết công suất. Nó chết công suất nhưng mà con IGBT đang chết ngắt xe. Nếu nó chết chập xe thì nó sẽ nhảy automat hoặc chập ấy đấy, bởi vì con này nó chập trước rồi mà. Nên do đó mà cái điện áp cao đây này, nó không đi sang đây được nữa mà nó đi vòng vào chân G. Và nó sẽ phá vỡ hết cái lỗi mối lối chân G này. Và đặc biệt ấy, là vì chắc chắn lúc nó chết ấy, thì là tại vị trí này nó cũng mâm từ nó cũng sinh ra xung AC rất lớn nhá mọi người nhá. Nó không phải là 300V DC từ nguồn 220 chỉ nhiêu nữa, mà xung AC rất lớn nó đi từ đây này. Và cái khoảng cách của con điện trở 10K này nó quá gần nên nó phóng lổ sang nhau, nổ với nó cháy hết mạch vị trí chỗ này đấy các bạn ạ. À, mình đang đoán là như vậy nhá. Nếu mà nó chết chập xe thì là nó sẽ không bị lổ như thế, mà nó chết đứt trước sau đó nó vòng ngược trở lại. Bởi vì mình đo thấy cái xe nó chỉ có lỗi trở thôi chứ không đo không đại đo chập, chỉ có con này chập thôi nha mọi người nhá. Nên cái chết ấy là không phải là chết giống nhau, nó chết theo cái kiểu như mình bảo rồi, nó chết chập thì lại khác. Nhưng vì nó chết đứt nên nó mới nổ vòng sang ngược như này và nó phá, bởi vì nó tìm về mát mà. Nó tìm về mát như nào, từ đây nó không đi sang đây nữa thì nó sẽ đi vòng sang chân G, nó đi qua bọn 30 ôm này, nó tới đây nó đi vào trong con này và nó đi ra chân mát này để nó đi về mát này, mà tức là đi phá vỡ cái cấu trúc của TLP 350 các bạn nhé. Nên tại sao nó lại lổ được tung tành như thế đấy các bạn ạ. Và cái con cầu chì của nó là con cầu chì 20A, mình chả hiểu sao nó chả cháy. Nên do đó mình đang thay cầu chì 20A khác các bạn nhé. Mình đang thay cầu chì 20A khác. Và mấy con tụ này là con tụ bootstrap này là 1,2, chắc là 1,2 microfarad nhé, bootstrap này này. Còn con này thì nó tương đương với song song đầu trước thôi, của cái nguồn con tụ trước này này. Hai con IGBT chết này, con đường trước thì con này là chính là chết đứt đấy. Đấy, chết đứt này nó mới xông điện áp sang chân G đấy các bạn ạ. Còn con này chết chập này, như mình phân tích phải phán đoán được tại sao mà. Bán sắt vụn 70k một cân các bạn ạ, IGBT cũng thay vài con tụ nữa đấy cho nó tăng độ bền. Bắt lồi rồi, giờ xem nó thế nào nhá. Hòn này, chạy này, đã bắt lồi. Nó độ rộng xung nó lên từ từ chứ các bạn. Mắc nhá. Rồi xem nó có lỗ không, tiếp không. Cảm giác yếu như hôm qua nhỉ các bạn nhỉ. Hết cỡ rồi. Ồ, như vậy là IGBT tất cả khác nó lại cảm giác yếu hơn à. Thôi cứ kệ đây, cho chạy một tí xem nào nhá. Cho chạy công suất thấp này đã, mức 8 đây xem nào. Đấy, cho nó sủi tí đi. Vừa nay mình thử nó bắt lồi rồi nên nó nóng này, nó bốc hơi rồi đấy các bạn ạ.
con này khi chạy phát là quạt nó chạy mạnh luôn các bạn ạ. Mình tạm thời dừng để xem nó nóng không nhá. Gọi là có nhiệt thôi các bạn ạ, cũng có nhiệt rồi. Xung kích nó không chuẩn mà ăn như thế là đã. Bây giờ nó để nguyên, mình chưa chỉnh chiếc gì đâu nhá các bạn nhá. Nhưng mà hôm qua cái bọn cái Eagle VT kia hình như nó mở khỏe hơn à. Mà ăn dòng hôm qua ăn dòng 7.98A cơ mà các bạn. Thôi cứ kệ thôi, không quan tâm nó nhá. Bây giờ cho chạy lắc. Xong con này bắt đầu chạy sang con kia nữa. Mình nghĩ bên này chắc là ok thôi. Để như kia nó cũng bịt bất quạt gió đấy các bạn ạ. Mình để một cái chổi sơn ở dưới. Nhưng nó cũng có khe hút thôi. Nào bây giờ mình sẽ cho chạy mức mắc, cho nó chạy sủi lúc xem thế nào nhá. Chỉ lên được có 7A thôi chứ không lên cao được như hôm nọ lên được 7.98A cơ. Cứ kệ nó thôi các bạn nhá. Có lẽ là IGBT với cái đồ đóng ngắt khác, dòng chảy khác thì nó bị như thế các bạn ạ. Nó sủi rồi đấy các bạn ạ, có ít nước thôi mà. Nó tóm lại là khi chúng ta sửa chữa ấy, khi mà mình bị lỗ ấy, thì mình làm cẩn thận, rất là cẩn thận các bạn ạ, để không xảy ra rủi ro nữa. Nếu mà giả sử, bởi vì chúng ta sẽ hiểu rằng ấy, là khi sửa chữa ấy, đôi khi là chúng ta không thể nào làm dùng nhiều được như ở nhà khách. Nhà khách làm với cái cường độ và đôi khi ở nhà khách điện áp cao thì nó sẽ là tăng khỏe hơn nhé. Buổi hôm nay bây giờ hiện tại đang buổi chiều rồi, quê mình điện nó yếu, quại qua ổn áp, nhà mình lúc nào tầm khoảng 220 rồi các bạn ạ. Đấy, cho nó sửa một lúc nữa mình xem kiểm soát nhiệt xem thế nào. Còn lần này mà nó ok thì có khả năng ấy là do đợt trước là IGBT của mình mua ra máy dính phải con có vấn đề nhá. Cái đấy là chuyện đưa có thể xảy ra, bởi vì là IGBT mới thì không nói, như IGBT cũ nó cũng có rủi ro mà. Đo thì ok, khi đi vào mạch nó xảy ra lỗi. Rồi nữa thì có khả năng ấy là do con TLP 350 kia là trong 4 con đấy là có con mà hình như là có 1 hay 2 con mình tháo máy. Thế là mình sửa công suất của bếp bốt hay bếp gì ấy, mình thấy nó cũng chết. Nhưng mà mình cũng thay mới cho người ta, thế là mình đo đấy sống của mình giữ lại. Nên đôi khi nó do nó chết công suất nó cũng bị ảnh hưởng đến xảy ra như vậy. Với lại những cái bếp này là cái phần kích IGBT nó không chuẩn, nên do đó mà chạy hai con 40L60 mà nó chỉ dám khai thác ăn có 1800W chứ không phải 2000 các bạn ạ. Mình 1800W chứ không phải 2000 đâu các bạn ạ. Đấy, sủi khá là ok đấy chứ. Bây giờ thay đổi phát xem nó có lỗ không nhá. Giảm dòng này. Nó giảm này các bạn nhá. Cái bo này cảm giác như cái bo của H1 Trung Quốc sản xuất. Nhà sản xuất H1. Ông này làm trong bộ đội các bạn ạ. Trong bộ đội thành lập công ty sản xuất điện tử. Mình để sang mức 1 xem nó sẽ lưu diêu không nhá các bạn nhá. Mức 0 mất rồi. Nó tầm khoảng hơn 300W này các bạn ạ. Cái 2.0 kia là mình đang lắp hai con tụ bù 5mm thành 10mm nên ra thế đấy, đây đây. Nên về 0 này. Về 0 này là nó không phát xung nữa thì vẫn ăn được tầm khoảng 0.66A nhờ tụ bù nhá các bạn nhá. Một phát lên nữa xem thế nào, cho nó chạy một tí nữa nhá. Đấy, đã phát xung. Nó lên từ từ nhá, do cái trình phát xung của nó ấy. Chứ nó không phát lên ngay đâu các bạn ạ. Mức 6 chỉ thế thôi. Nó có 1800W đây các bạn ạ, chứ không phải là 2000 đâu các bạn ạ. Nên nó ăn như thế đấy. Hết cỡ này.
Đấy, lên được khoảng 7,4, 7,5A. Có lẽ này là 220, 230 thì nó lên được 8A thật các bạn nhé. Thôi bây giờ thì tạm dừng. Ô, dừng mà nó vẫn chạy một tí, các bạn thấy không? Mình ấn dừng, phần điều khiển nó dừng rồi, mà cái phần công suất nó chưa dừng được các bạn ạ. Nó có độ trễ của phần mờ xung đấy các bạn nhé. À, xem nó có nóng không. Ôi giời, mát lắm mọi người ạ. Mát thì gọi là có nhiệt thôi. Thì test nốt bên này nữa để kết thúc video. Cuối cùng phần 3 này cũng là cuối cùng là kết thúc được các bạn nhé. Nhiều bạn cũng ngóng chờ nó mà các bạn. Mình thì mình cũng nhiều trường hợp trong quá trình mình sửa chữa ấy. Nhiều trường hợp gặp nó làm nó rủi ro nhiều, mình còn ác cay, mình về làm đôi khi không phải là vì đồng tiền mà làm vì phá ban nhá. Mình lại kể cho mọi người, ngày xưa mình sửa điện thoại bàn, mình lấy người ta được có 30k thôi. Thời ngày xưa mà chưa có điện thoại di động phát triển ấy, ở quê chỉ có điện thoại bàn thôi. Thế là mình sửa cái điện thoại bàn mà mình được 30k thôi, mình mất mấy buổi mình làm cả tối luôn. Hồi đấy thanh niên chưa vợ, cả tối mình làm luôn các bạn ạ. Đấy, thử con này nhá. Bên này thì phần đấy chỉ thay đúng là hai con TLV 350, vì do cái nguồn búc nâng áp ấy, dạ à, hạ áp ra 18V nó chết ấy. Dẫn tới là nó chết, nó dâng cao lên nó chết hết TLV 350 đấy các bạn ạ. Nhá, xem nó có lỗi không. Đấy, vẫn ok rồi các bạn nhá. Hết cỡ này. Đấy, con này cũng chỉ 7,5, 7,6A thôi, 2VR zin bản các bạn nhá. Như vậy là của nó là như thế nhá mọi người nhá. Hôm qua không hiểu sao lúc chuẩn bị chết ấy, mình nhớ là nó lên đến 7,9, 7,8A cơ mọi người ạ. Chứ không phải là tầm 7,5, 7,6A như này. Thôi ngon rồi, test lại bên này một lần nữa để kết thúc video. Như vậy dạ. 21 inch à, nó bị sao không? Chứ là đấy, như mà nói đây, trên này chỉ có tiếng chứ không có hình. Cái tivi ông cứ nào ông có thể đeo thử ra đây cho xem thử nhé. Nó có đem ra đây, bảo ông ấy đem ra đây cho xem thử xem có được không nhé. Đang đặt lồi lệch đấy các bạn ạ. Mình đang đặt lồi lệch nên nó phát sóng bát xung không chuẩn đấy. Đấy, nên tầm 3,7, 7,4, 7,5A. Thôi, cuối cùng cũng hoàn thành nó nhá. Video cũng đến cước kết thúc nhá. Thỏa mãn các bạn xem theo dõi hai video trước và bây giờ là video cuối cùng kết thúc nó. Và tất nhiên thì mình cũng nói luôn đây là mình sửa đến này và trả khách thôi. Còn đâu nếu mà về một khách chết thì lại vẫn phải bảo hành. Các bạn ạ, nhiều trường hợp đã xảy ra như thế nhá các bạn nhá. Nhưng mình đính chính cho mọi người rồi ấy, là khi mình bị chết lặng ấy, là mình phải bỏ thời gian ra, mình làm rất kỹ, mình làm kỹ lắm mọi người ạ. Bỏ mất công ra mình làm kỹ hơn rất là nhiều so với ngày xưa đấy các bạn ạ. Thôi, chào tất cả mọi người nhá, video đến đây là kết thúc.